Liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, mới đây, đại sứ Ukraine tại Pháp Vadim Omachenko cho hay, chính quyền Paris đã cung cấp cho Kiev toàn bộ lô thử nghiệm tên lửa không đối đất tầm xa Scrap và sẽ còn tiếp tục cung cấp. Đại sứ Omachenko cho biết, chúng tôi đã có tất cả tên lửa SCALP mà người Pháp hứa chuyển giao trong đợt đầu tiên. Đây là lô tên lửa thử nghiệm. SCALP sẽ còn nữa, việc giao hàng vẫn tiếp diễn, Ông Omachenko cho rằng Pháp đang làm rất tốt với tốc độ chuyển giao những tên lửa này cho Ukraine. Sau khi đến sự hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vinius, Litva vào ngày 11 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ý định chuyển giao tên lửa tầm xa cho Ukraine. Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp Sebastian Lekonu cho biết một số tên lửa đã được chuyển giao, trong khi những tên lửa khác đang trong quá trình vận chuyển. Theo hãng tin Reuters, Pháp dự định cung cấp cho Ukraine 50 tên lửa SCALP, Loại tên lửa này sẽ được điều chỉnh để sử dụng cho các máy bay kiểu Liên Xô. Ngày 6 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã nhận tên lửa SCALP từ Paris. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đánh giá quyết định của Paris cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev là một bước đi có chủ ý nhằm leo thang xung đột ở Ukraine. Tổng thống Ba Lan nói rằng Nga đang chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, động thái này sẽ thay đổi cấu trúc an ninh của khu vực và toàn bộ liên minh quân sự NATO. Ông Duda đã đưa ra bình luận của mình tại một cuộc họp báo chung với tổng thống Bồ Đào Nha. Ông đã nói rằng, "Tôi đã nói với tổng thống Bồ Đào Nha về việc thực hiện tuyên bố của ông Vladimir Putin rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được chuyển đến lãnh thổ của Belarus." Quả thực, quá trình này đang diễn ra và chúng tôi đang thấy điều đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko cho biết vào tháng trước rằng Moscow đã chuyển một số vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình tới Belarus sau khi công bố kế hoạch vào tháng 3. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cáo buộc lời lẽ khoa trương của Moscow là nguy hiểm và liều lĩnh. Thế nhưng hồi tháng 7 cho biết liên minh này không thấy bất kỳ thay đổi nào trong quan điểm hạt nhân của Nga. Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto ngày 22 tháng 8 cho rằng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, có thể mang lại nền tảng tự nhiên cho Nga và Ukraine tiến hành đàm phán hòa bình khi hai nước sẵn sàng, cũng như cung cấp các công cụ để thành lập và duy trì trật tự an ninh mới ở châu Âu. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu dẫn phát biểu của Tổng thống Ninisto trong sự kiện ở thủ đô Helsinki chia sẻ, không loại trừ khả năng năm 2025 có thể trùng với thời điểm quyết định liên quan tới diễn biến của trật tự an ninh châu Âu nếu đến lúc đó thời điểm cần đàm phán và đối thoại osce là nền tảng tự nhiên cho họ nga và ukraine bất chấp còn nhiều thách thức khi đó tôi hy vọng cuộc chiến sẽ chấm dứt osce và các công cụ khác nhau của tổ chức này có thể tiếp tục duy trì hòa bình cũng như thúc đẩy tiến trình kiến tạo trật tự an ninh mới và lâu dài osce là tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới về an ninh khu vực tổ chức này hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí thúc đẩy nhân quyền tự do báo chí và minh bạch bầu cử Đến nay, OSCE bao gồm 57 quốc gia thành viên, chủ yếu là ở châu Âu, trong đó có cả Nga và Ukraine. Năm 2014, OSCE đã triển khai phái đoàn giám sát đặc biệt từ Ukraine theo yêu cầu của Kiev. Thiếu nhân lực trầm trọng, Ukraine đưa thương binh trở lại phục vụ. New York Times đưa tin, khi cuộc phản công của quân đội Ukraine đang bước sang tháng thứ ba, tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng buộc các thương binh phải trở lại phục vụ trong quân đội sau khi thoát chết trong giao tranh của cuộc chiến kéo dài đến 18 tháng qua. Theo báo Mỹ, một số trung đội đã bị sụt giảm lực lượng và giờ đây đang tái triển khai gần như hoàn toàn bằng các thương binh. Các đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu cũng phải đối mặt với khó khăn khi số lượng chỉ huy ngày càng giảm. Trước đó, Business Insider cho biết Ukraine đang phải đối mặt với thiệt hại nặng khi phải đối mặt với các lớp phòng thủ của Nga như bãi mìn, chứa ngại vật, máy bay không người lái và hệ thống hỏa lực. Trong khi đó, những người lính bị thương tật quá nặng, không thể quay trở lại chiến đấu đang được mời làm việc tại các trung tâm tuyển dụng quân sự để thế chỗ cho những người bị cách chức vì cáo buộc lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ để những người đủ điều kiện nhập ngũ trốn quân dịch. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 11 tháng 8 thông báo đã cách chức tất cả những người đứng đầu các cơ quan tuyển quân ở khu vực trên khắp Ukraine và cho biết sẽ giao công việc này cho những thương binh bị thương nặng, không thể quay lại chiến đấu. Một binh sĩ trong nhóm chịu trách nhiệm tập kết và xác định các quân nhân thiệt mạng cho biết, tổng số binh lính đã hy sinh ghi nhận tại các nhà xác địa phương Ukraine ít nhiều tăng gấp đôi kể từ khi cuộc phản công bắt đầu. Nguồn thạo tin cho rằng, cộng đồng tình báo Mỹ đã nhận định cuộc phản công của Ukraine sẽ khó tiến được đến thành phố Melitopol, chiến lược ở phía đông nam. Điều này có nghĩa là phía Mỹ dường như không lạc quan về kịch bản Ukraine sẽ hoàn thành mục tiêu chính của cuộc phản công. Tuy nhiên, Kiev vẫn chưa chịu từ bỏ mục tiêu. Ukraine đang tăng cường sử dụng pháo hạng nặng nhằm vào các mục tiêu của Nga bên kia chiến tuyến để dọn đường cho công binh và các đơn vị bộ binh tiến lên. Với hệ thống pháo, Ukraine hy vọng có thể xuyên thủng phòng tuyến của Nga. Chuyển qua các tin đáng chú ý khác, Anh sẽ cung cấp tài chính theo thỏa thuận trị giá 192 triệu bảng Anh, tương đương 245 triệu đô la Mỹ, để Ukraine mua nhiên liệu hạt nhân từ nhiều nguồn cung, nhằm đảm bảo quá trình vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Bộ trưởng Năng lượng Anh John Sapps đưa ra tuyên bố trên vào ngày 23 tháng 8 sau chuyến thăm thủ đô Kiev đầu tuần qua. Bộ trưởng Sapps giải thích, thỏa thuận tài chính này sẽ giúp củng cố an ninh năng lượng của Ukraine bằng cách cung cấp nhiên liệu thiết yếu cho các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine trong mùa đông tới. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Sharp cho rằng, khoản tài chính nói trên sẽ đảm bảo giúp Ukraine mua nhiên liệu từ các nguồn an toàn hơn. Theo Bộ trưởng Sharp, một trong những nguồn an toàn như vậy có thể kể đến là tập đoàn Urenco, nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân mà Anh đang nắm cổ phần. Bộ trưởng Schaaf vừa có chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine, bao gồm chuyến thị sát một nhà máy điện hạt nhân bị hư hại ở Ukraine. Thỏa thuận ở trên sẽ giúp Ukraine giảm thiểu tình trạng thiếu điện trong những tháng tới. Hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng, khiến quốc gia Đông Âu phải phụ thuộc nhiều hơn vào các nhà máy điện hạt nhân cũ. Ukraine hiện kiểm soát 3 trong số 4 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở nước này. Cơ sở thứ tư là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ hồi tháng 3 năm ngoái. Nga tung chiến thuật săn kho đạn, bóp nghẹt huyết mạch hậu cần của Ukraine Người đứng đầu cơ quan báo chí của nhóm tác chiến phía Nam thuộc quân đội Nga đã xác nhận, quân đội Nga đã phá hủy 3 toa tàu chở đạn dược của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nói rằng, cuộc tấn công và các toa tàu trên do các đơn vị tên lửa của nhóm tác chiến phía Nam thực hiện các vụ tấn công này xảy ra sau khi một loạt kho đạn của Ukraine đã bị lực lượng Nga tấn công ở vùng đông nam Ukraine. Một chuyên gia quân sự của Trung tâm Báo chí Chính trị Quân sự, một tổ chức nghiên cứu các vấn đề quân sự độc lập của Nga cho biết, những cuộc tấn công như vậy ngày càng trở nên thường xuyên hơn vì trọng tâm hiện nay là làm suy yếu khả năng tiến hành các chiến dịch khốc liệt của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo chuyên gia này, việc tiến hành các cuộc tấn công mà không có đạn dược là một nhiệm vụ khó khăn. Đó là lý do chúng ta đang chứng kiến quân đội Nga săn lùng các kho đạn và vũ khí của Ukraine. Việc phá hủy các cơ sở này ít nhất sẽ tạo ra những vấn đề hậu cần tạm thời cho đối phương liên quan đến hoạt động vận chuyển và lưu trữ, cũng như các vấn đề khác. Điều này sẽ gây khó khăn cho đối phương trong việc tiến hành các hoạt động tác chiến. Chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công của Nga khá hiệu quả và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine. Một trung tá lục quân Mỹ đã nghỉ hưu nhận định, việc phá hủy các kho đạn của Ukraine từ trước khi chúng có cơ hội được sử dụng là một bước đi khôn ngoan. Điều đó sẽ càng làm suy yếu hơn nữa khả năng của các lực lượng Ukraine. Nếu không có đạn dược, ngay cả xe tăng Leopard hoặc lựu pháo cũng không có ý nghĩa gì. Bình luận trên được đưa ra sau khi truyền thông phương Tây và hồi tháng trước đã đưa tin. Mỹ và NATO đang vật lộn với nguồn cung đạn dược ngày càng cạn kiệt cho Ukraine. Các quan chức giấu tên cho biết, Mỹ đã tiến gần đến giới hạn đỏ khi tiếp tục cung cấp đạn pháo cỡ 155mm cho Ukraine theo tiêu chuẩn của NATO. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng, mặc dù Washington đã bắt đầu tăng cường sản xuất đạn dược vào năm ngoái, thế nhưng cũng phải mất nhiều năm để có thể sản xuất đạn dược trên quy mô lớn. Xung đột Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ hai và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này đã tạo ra sức ép lớn lên kho dự trữ quân sự của phương Tây khi các nước này hỗ trợ Ukraine ngay từ những ngày đầu chiến sự. Các nước phương Tây tuyên bố sẽ ủng hộ Kiev đến khi cần. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng nếu xung đột tiếp tục bế tắc và tiêu hao kéo dài, sự mệt mỏi có thể khiến phương Tây giảm nguồn viện trợ.